chú chị các bạn đã quay trở lại với kênh ABC Làm Của Lâm ngày hôm nay. Xin cảm ơn cô chú chị rất là nhiều vì đã bỏ thời gian đã vào theo dõi những video Lâm đã chia sẻ cho cô chú anh chị mình về cái cách chăm sóc lan. Thì hôm nay Lâm cũng chia sẻ một cái video để giúp cho cô chú anh chị mình biết cái cách mà Lâm ở đây Lâm xử lý cái giá thể trồng lan như thế nào. Thì ở đây thường á, Lâm trồng lan bằng giỏ thông. Ở đây cô chú anh chị thấy nè, đây là giỏ thông nè. Thì có rất là nhiều cô chú anh chị và cũng như là các bạn á hỏi Lâm là mình xử lý cái giá thể giỏ thông nó như thế nào, hoặc là những cái loại giá thể khác. Thì hôm nay Lâm sẽ làm thị phạm cho cô chú anh chị mình xem cái cách mà Lâm xử lý giá thể là giỏ thông. Ở đây Lâm đang sử dụng, Lâm thì hiện chỉ đang sử dụng cái giỏ thông để trồng lan thôi, chứ Lâm không có sử dụng than hoặc là những cái loại giá thể khác. Thì khi mà chia sẻ cách xử lý giỏ thông này xong thì Lâm cũng sẽ chia sẻ một số cái cách để mình xử lý những cái loại giá thể khác để cho cô chú anh chị mình cùng gọi là tham khảo, để nếu mà có giỏ thông mình trồng giỏ thông, không có giỏ thông thì mình trồng cái loại khác cũng được, không sao cả. Quan trọng là cái cách mình tưới nước, mình chăm sóc thôi. Còn cái giá thể thì nó chỉ là một cái phần nhỏ thôi, nhưng mà khi mà mình biết thì mình cũng đỡ phải lo lắng hơn về cái việc mà cái giá thể nó bị mốc hoặc là nó bị hư tổn nó như thế nào. Thì lúc nó thẳng luôn là lúc trước Lâm cũng không có gọi là xử lý giá thể gì hết trơn. Đối với những cái giỏ thông như thế này, lúc trước là Lâm chỉ đem về Lâm rửa sạch, là Lâm phơi khô để đó, và khi nào trồng lan thì Lâm đem trồng. Thì bây giờ do là mình trồng một số loại lan có thể gọi là sưu tầm á, thì mình cũng kỹ hơn xíu. Thì thật ra cái bài này đó là Lâm cũng đọc được của canh là ở trên mạng, ảnh ở Long An á, nick Facebook ổng là thích trồng lan. Thì hôm nay cũng gọi là xin chia sẻ là cái cách của ổng thôi, chứ Lâm cũng không phải là người tìm ra cái cách này, nhưng mà Lâm thấy nó rất ok, dễ thực hiện, ở đâu cũng làm được. Thì thôi mình làm để mình chia sẻ cho cô chú anh chị cùng biết. Thì đây ha, đây như cô chú anh chị mình thấy nè, cái Lâm quay xuống đây. Đây, như cô chú anh chị mình thấy cái giỏ thông này đó, giỏ thông đây. Ở trong này á, khi mà mình mua giỏ thông về, cô chú chị mình chú ý nha, khi mà mình mua giỏ thông về thì mình có thể mình lấy ra mình ngâm nước, nếu mà cô chú anh chị nào kỹ nữa thì mình lấy ra mình ngâm nước trước. Thì mình tùy theo mình sử dụng ít nhiều thôi ha. Thì ở đây là Lâm độ cái này tầm khoảng 2 kg nè. Ở đây là Lâm lấy ra làm cho cô chú anh chị mình biết là tầm khoảng 2 kg. Thì khi mà mua về, khi mà mình cần sử dụng bao nhiêu đó, 5-10 kg gì không biết, thì mình lấy ra, anh cô chú anh chị nào kỹ nữa thì đem ngâm nước, mình đem ngâm nước nha, mình đem nó đi ngâm nước đi, mình ngâm tầm khoảng 1-2 ngày gì đó, mình xả cái nước đó bỏ xong. Và tầm nếu mà đây làm gì đây, ví dụ như là mình đã ngâm nước xong đi, ví dụ như cái này là mình đã ngâm nước xong nha, đó mình đã ngâm nước xong rồi, để làm xíu. Ví dụ như đợi làm xíu nha. Ví dụ như những cái giỏ thông này mình đã ngâm nước nó được 2 ngày rồi. Mình gọi là 48 tiếng đi ha, mình gọi là 48 tiếng đi. Thì mình sẽ vớt nó ra mình để qua một cái thau khác, hoặc là một cái xô khác, hoặc là một cái dụng cụ gì khác đó. Rồi, khi mà mình muốn rửa sạch nó lại nữa để mình đem sử dụng thì chúng ta dùng xà bông đây nè. Xà bông Lifebuoy nè. Xà bông Lifebuoy. Đó. Cái loại mà nước rửa tay vệ bảo vệ khỏi vi khuẩn á, mình đừng mua cái loại nào mà nó tẩy rửa gì hết trơn á, mình cứ mua cái loại này thôi, mình cứ mua cái loại này thôi cho nó dễ. Thì bây giờ mình ở đây tầm là thí dụ như là tầm 2 kg giỏ thông, tầm 2 kg giỏ thông thì mình sẽ xịt vô chừng hai xịt vậy thôi, 2 nhát thôi, và sau đó mình trộn đều. Rồi trộn cho nó đều, nó trộn đều lên bọt vậy rồi thì mình ngâm nó tầm khoảng 5 phút ha. Mình ngâm nó tầm khoảng 5 phút, ngâm khoảng 5 phút xong thì mình mới đổ nước này ra, mình đổ vô cái thao, cái gỗ hoặc là cái gì đó, mình đổ ra, mình lấy giỏ thông, mình lột giỏ thông lại, rồi sau đó mình rửa sạch lại bằng nước, rửa sạch lại bằng nước, rửa tầm 3 nước là được rồi ha.
mình cũng bỏ vô thao như vậy, mình cũng bỏ vô thao như vậy rồi mình mới xả nước vô, mình rửa tầm 3 lần 4 lần gì đó. Khi nào mà mình thấy cái bọt xà bông này nè, bọt xà bông này nè nó hết hoặc là nó giảm đi 90% là ok, là khi đó mình sẽ đem cái vỏ thông này mình đi phơi khô. Mình phơi khô để mà mình phơi khô để sau này để mình muốn sử dụng thì mình lấy ra mình xài đó. Cái cách này là Lâm thấy xử lý vỏ thông này rất là đơn giản, tại vì trong cái xà bông này nè nó diệt khuẩn thì mình không cần phải ngâm chi những cái loại hóa chất khác chi cho nó mất công. Mình làm cách này nó vừa an toàn, nó lại vừa hiệu quả nữa, nó lại dễ làm, ở đâu cũng có thể mua cái loại này đó, ở đâu cũng có thể mua cái loại Lifebuoy này đó. Thì mình nên sử dụng cái Lifebuoy này, tại sao ứng dụng Lifebuoy không sử dụng những cái loại xà bông khác? Những cái loại xà bông khác nó có chất tẩy á, nếu mà nó quá mạnh á, khi mà thí dụ nó còn bám lại ở đây đi thì sau này á, sau này cái rễ lan mà nó bám vô ngay chất tẩy đó thì nó sẽ bị hư đó, nó sẽ bị hư nữa. Thì mình sử dụng cái loại xà bông này, xà bông Lifebuoy diệt khuẩn này, nó dùng cho da tay nó an toàn, nó không có bị tẩy nè, nó không bị tẩy nè đó, thì mình cứ sử dụng nó là ok rồi đó. Coi như cái cách mà xử lý vỏ thông nó của Lâm chia sẻ cho cô chú anh chị mình như vậy ha đó. Thì khi mà mình rửa xong mình đem nó đi phơi phơi cho nó khô cho nó gáo, rồi mình để vô một cái chỗ nào đó, khi nào mà mình cần sử dụng á thì mình lấy ra mình để mình trồng lan đó. Thì thật ra lúc trước như Lâm nói là Lâm không có rửa bằng xà bông gì vậy đâu, Lâm chỉ đem về đem vô nước rửa rồi cho nó sạch bụi, sạch bụi hay là sạch nói chung là tạp những cái tạp chất khác, lựa những cái cây còn dư ra đó thì đem bỏ thôi, rồi lấy vỏ thông nó trồng lan thôi, cũng không gặp vấn đề gì hết. Thì cũng có rất là nhiều cô chú chị nói khi mà trồng một thời gian là nó bị cái giá thể nó bị nấm á, nó bị gọi là nấm trắng trắng, nấm trắng trắng á, thì có cách, họ có cách nào trị hay không? Thì thật ra cũng có cách trị, thì cũng có rất là nhiều người sử dụng là các loại thuốc diệt nấm diệt khuẩn hoặc là những cái loại mà người ta dùng trong sát trùng trong thú y á, có rất là nhiều, cũng có thể dùng Bencona, nhưng mà một số dùng là không mua được Bencona thì mình cũng có thể mua được những cái loại khác. Nhưng mà mình mới mua những cái loại khác về thì mình cũng phải thử, mình lấy cái đó mình pha theo liều lượng trên cái hướng dẫn sử dụng á, mình xịt lên cái một cây lan thôi, một cái chậu thôi, để xem nó có bị ảnh hưởng như cái lan không. Nếu mà không bị ảnh hưởng thì mình có thể sử dụng cái loại đó để mình xịt cho cả vườn nha. Mình nên sử dụng để xịt thử cho một cây trước, một chậu trước, chứ đừng đem về mà mình xịt luôn. Cái đó là nguyên tắc cơ bản. Nếu mà mình chưa có biết rõ cái đó thì mình cứ đem một loại phân thuốc hay là một loại gì đó thì mình cứ về xịt lên một chậu thôi để mình thử, để xem nó có ảnh hưởng gì không đó. Rồi có người anh chị lại hỏi Lâm á, mà tại sao nấm mốc lại phát triển? Thì thật ra trong môi trường lúc nào nó cũng có những cái bào tử nấm, những cái bào tử mà nấm mốc gọi là nó nằm trong, lúc nào nó cũng có trong môi trường hết trơn. Khi gặp điều kiện thuận lợi là nó phát triển thôi. Điều kiện thuận lợi thì nấm mốc mà khi mà nóng ẩm là nó sẽ phát triển rất là nhanh. Nóng mà ẩm mà nó nóng kiểu như nó hầm hì á, giống như chúng ta làm nấm rơm vậy đó. Nếu mà cô chú chị nào dưới quê á, thì biết cách làm nấm rơm á, thì là nó phát triển nó như vậy thôi. Thì mình có thể sử dụng cái loại mà Chico Đề Ma để mình xịt cho cây cho nó an toàn đó. Như cái chai mà cô chú chị mày đang thấy trên màn hình á, chai đó 1 lít là sử dụng là 50, chứ liều lượng là 50 1 lít. Thì ở đây là Lâm cũng sử dụng rất là thường xuyên. Thì tùy theo cái lúc nào nó có cái mẫu nào thì Lâm sử dụng cái mẫu đó thôi, chứ không có phải nhất thiết là phải đúng cái mẫu này, miễn sao mua cái Chico Đề Ma. Nói chung mua cái loại nào mà cái tỷ lệ nấm nó càng cao càng tốt, tại vì khi mà nấm nhiều như vậy nó sẽ hoạt động mạnh hơn, nó làm cho cái quá trình mà diệt những cái tế bào nấm trong cái giá thể trong cái chậu lan của mình á nó tốt hơn đó. Thì cái Chico Đề Ma mình có thể kết hợp với cái loại phân cá hoặc là những cái loại phân bón hữu cơ khác như là dịch chuối, hoặc là những cái loại mà như cô chú chị mình thường hay gọi là ghẹ đó, thì mình có thể kết hợp những cái loại đó để mà mình xịt. Nhưng mà thường ở đây là Lâm chỉ kết hợp nó với phân cá thôi, đạm cá thôi, để mà Lâm xịt cho cây lan. Tại vì khi mà có đạm cá vào thì cái nấm Chico Đề Ma đó nó kiểu như nó có thức ăn mà nó sẽ sinh sôi, nó sẽ phát triển hơn. Khi mình xịt vô chậu lan thì nó sẽ phát triển nhanh hơn. Thì mình xịt cái Chico, xịt mà cái loại Chico Đề Ma thì mình nên chú ý là mình nên xịt vào buổi chiều mát, và tránh khi mà xịt Chico Đề Ma xong là mình xịt các loại thuốc trị khuẩn, trị nấm khác. Tại vì Chico Đề Ma bản chất nó là một cái nấm đối kháng, là một cái nấm. Nếu mà mình xịt vừa xịt Chico Đề Ma xong mà mình lại xịt thuốc trị nấm nữa thì thằng thuốc trị nấm đó nó vô nó sẽ thằng trị cái thằng Chico Đề Ma, thì nó làm phí đi ha, nó làm phí đi cái phân bón của chúng ta. Thì chúng ta chỉ cần xịt Chico Đề Ma xong để mình trừ những cái nấm trắng trắng trong cái giá thể á,
ha, trừ những cái nấm trắng trắng ở trong giá thể. Thì đây là coi như là Lâm đã chia sẻ cái cách mà xử lý vỏ thông và xử lý cái loại mà nấm mốc đó, thì mình làm như vậy. Còn đối với những cái loại giá thể khác, chẳng hạn như là than ha, than có nè, than có người trồng bằng than, có người trồng bằng gỗ, có người trồng bằng dớn, có người trồng bằng bột dừa đó, thì những cái loại giá thể đó thì than thì chúng ta nên ngâm nước cho nó hết mặn, ngâm xả. Khi mà chúng ta mua than về đó, chúng ta kiếm một cái thao hoặc bơ xô rồi chúng ta bỏ nó ngâm xong chúng ta đổ nước ra bỏ, làm như vậy tầm 3-4 lần để giúp cho cái than đó nó trôi hết cái chất mặn. Còn đối với cái giá thể bột dừa thì chúng ta cũng có thể ngâm vào cái nước mà nước vôi trong á, ngâm vào nước vôi trong. Thì Lâm sẽ xin Lâm sau này Lâm sẽ chia sẻ một cái bài cách sử dụng nước vôi trong cho cô chú anh chị mình, cũng có thể dùng nó để tưới lan và dùng nó để ngâm các loại giá thể như là bột dừa để mình khử cái chất tannin, chất cát ở trong bột dừa để cho cô chú anh chị mình cùng tham khảo. Thì tham khảo cái bài đó sau nha. Đó rồi, đối với nếu mà dớn cộng á, thì khi mà chúng ta mua về cô chú anh chị mình cũng thì Lâm thấy dớn cộng cũng không cần phải xử lý gì hết, chỉ cần đem về bỏ vô chậu là trồng thôi đó. Còn đối với những cái loại như là sơ dừa hay là bột dừa thì mình phải xử lý cái chất cát cho nó hết. Còn đối với những cái loại gỗ thì chúng ta nên lựa chọn những cái gỗ nào mà nó lâu mục để mà mình trồng lan. Tại vì lâu ngày mình trồng lan thì tầm khoảng 1-2 năm thì mình nên lựa chọn những cái loại gỗ nào mà nó bền tí đó. Chúng ta đừng có lấy những cái cây gỗ mà nó mỏng, nó nhẹ quá, nó không có chắc đó, thì nó sẽ nhanh mục nhanh hư, làm cho chúng ta phải sớm phải thay nha. Cô chú chị mình cùng tham khảo nha. Thì Đâm Lâm cũng đã chia sẻ xong cái cách để mà mình xử lý vỏ thông rồi, ở đây thì Lâm chỉ làm như vậy thôi. Thì Lâm xin chia sẻ lại cách này cho cô chú chị mình cùng biết đó. Thì nếu mà xem video này xong, cô chú chị nào mà còn thắc mắc chưa hiểu chưa rõ thì cũng có thể mà comment bên dưới video, hoặc là liên hệ Zalo với Lâm là 0947 727 237, hoặc là nick Facebook Sơn Trần Vũ Lâm để có gì mình trao đổi thêm cho nó thuận tiện. Xin cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều vì đã bỏ thời gian của mình để vào theo dõi video này, và xin tạm biệt, hẹn gặp lại cô chú chị các bạn ở các video tiếp theo.